Là Jollibee ở ngã tư đường Võ Thị Sáu và Hoàng Quy Giáp. Hôm nay thì hai vợ chồng của mình á, lại đến đây ăn tối với lại gà rán Jollibee. Tự vì mình là biết nó ăn quá. Và đây là hai gương mặt đang ngồi ăn gà. Mình chọn ăn cái combo ăn ngon thả ga nha, 145k với lại hai miếng gà, hai phần mì Ý với lại hai ly nước. Anh xã của mình đâu có chịu đâu, phải order thêm một phần bánh xoài đào 10.000 nữa. Góc mà những đứa con nít nó đều rất là thích đây. Phần không gian bên ngoài của Jollibee, mình nhìn ra mình thấy cái ngã tư nè. Đây là ngã tư Hà Huy Giáp, Võ Thị Sáu. Ngày xưa gọi ở đây gọi là khu nhà lầu 5 tầng. Quay ở phía trước nha, để mọi người tin đó là mình đang ăn gà ở Jollibee. Ngày xưa khoảng 12-13 năm trước vốn dĩ là quán cà phê ấn tượng. Và mình cũng rất là thường xuyên đến quán cà phê này để mà ngồi chill có một mình à. Thì phần gà của mình đã xuất hiện trước mặt của mình rồi. Nhưng mà trước khi ăn thì mình nhìn cái ngã tư đường Võ Thị Sáu và Hà Huy Giáp nha. Đấy, lung linh không? Cái combo của mình đây. Combo của ông xã mình và gương mặt dễ thương của ổng đây. Tối nay hôm nay mình làm mì Ý, mình ăn mì Ý. Ăn mì Ý là phải ăn vậy nè, để bụng tròn vậy đó. Sao mà ăn cái này nó cũng ngon, mà cá có vị cay nó cũng ngon. Mình thích ăn cá có vị cay hơn, nhưng mà đem ra nhầm á mình cũng không có muốn đổi. Why just now you don't call me by this, you call me by my name. Hôm nay mình vô sớm bởi vì quán còn rất là vắng vẻ. Chứ nếu mà trễ tí là chắc đông nghẹt. Thank you.
Siêu thị, không đi siêu thị, riêng cái đó tôi đi.